Xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với lại các thượng đế, trước khi lắp đôi loa của đài Sony có model CFS1133, trước khi lắp vào, trân trọng kính mời các thượng đế cùng xem lại một lần nữa. Đôi loa này suýt nữa thì đặt tiêu chí Mỹ loa, suýt nữa thì đặt. Đây là hai cái thùng đằng sau này, chân ốc này. Đấy, chân ốc vệ sinh sạch kèo vào nhá, bên đây nữa này. Đấy. Chân ốc không bị gãy một cái nào nhá. Bây giờ tiếp tục sang hai cái loa. Đây là hai cái mặt tiền này. Hai mặt của hai cái loa này. Đấy. Cái này đã được bàn tay thô kệch của người nông dân Khang 1861 sơn lại rồi đấy. Đây. Đấy. Sơn cả trong cả ngoài. Thế nên là nó đi cùng năm tháng đấy, đi cùng năm tháng. Này, video trước đã chia sẻ với lại các thượng đế về cái biện pháp sơn cái lưới loa của người nông dân này. À, khi bóc cái băng dính ra là chữ Sony nó vẫn còn. Đấy. Bây giờ xem hai cái loa. Đây này, nếu như cái loa bên đây mà nó được như cái loa bên đây thì nó đạt tiêu chí là Mỹ loa. Cái bên đây thì đạt tiêu chí là Mỹ loa. Cái bên đây nó thi thoảng nó có cái vết lốm đốm rồi. Thế nên là nó không đạt tiêu chí là Mỹ loa. Nhưng mà độ zin thì còn zin thật chứ không phải zin là lời nói. Đấy. Đây. Đã được kiểm tra chất lượng. Khang 1861 cung cấp 6 ohm 7W. Bên đây nữa này. 1861 này. 6 ohm 7W này. Chắc thạch anh đây. Đấy, đổ keo vào rồi. Đấy, thay dây mới rồi. Đấy, thay cái dây này mới rồi. Đấy. Chân ốc này. Chân ốc. Chân ốc. Chân ốc. Loa xương loa nó vẫn còn vàng như thế này, thế nhưng mà thi thoảng nó có vết vết lốm đốm này. Thế nên là cái loa bên đây nó không đạt tiêu chí là Mỹ loa. Đấy. Cái này là cái con gì nó làm đây này. Cậy ra rồi đấy. Đấy là cái trứng của cái con gì. Đấy, loa cứ vàng khè này thế nào đấy. Mà loa còn zin thật thì âm thanh của nó khác này. Còn loa bên đây thì thôi khoái bản. Loa bên đây nó cứ vàng khè như này. Chân ốc đây. Đấy, vệ sinh sạch đẹp như thế này. Thứ nhất là loa còn zin thật. Cái thứ hai là vệ sinh sạch đẹp như thế này. Thì có xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra không? Có xứng đáng không? Chứ còn chưa nói đến vệ sinh là về tháo. Mua cái loa đài Sony 1133 về tháo ra để loa quấn lại thì thôi. Cũng là đau hơn hoạn. Tiền thì nó cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Một đôi loa còn zin thật như thế này mình cung cấp với một mức thóc 700.000 đồng. Thế nhưng mà 700.000 đồng mà loa sạch đẹp mà loa còn zin thật như thế này thì xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Chứ còn 700.000 đồng hoặc là kể cả mua cái đôi loa 500.000 đồng về tháo ra mà loa quấn lại thì đau hơn hoạn. Đau hơn hoạn. Cái loa đài Sony 1133 này mình trải nghiệm, mình mua 10 cái đài thì có khoảng tầm 7 cái loa là bị quấn lại. Nhưng mà không phải ai cũng có cái cơ duyên như mình nha, không phải ai cũng có cơ duyên mua được những cái đài mà có loa quấn lại. Nên là nói đến cái đài Sony 1133, trước tiên là sợ nhất cái loa. Cái thứ hai là sợ đến cái bộ cơ. Bộ cơ để chạy băng cassette đấy, nói đến cái đài này sợ lắm. Nhưng mình mua là một chuyện, thế nhưng mà mình bán thì mình lại là một chuyện khác. Mình bán thì mình chỉ bán những cái loại loa còn zin thật như thế này thôi. Chứ loa zin ở lời nói mình không bán. Bán tình cảm đi xuống không bán. Nha. Thôi thế đã quay lại để quý vị và các bạn cùng xem. À, người anh em có cái bụng tốt ở đất mẹ anh hùng đó là tỉnh Hà Nam đã trần vân chốt đôi loa này rồi. Bây giờ mình dừng video đây để lắp vào, video sau mình sẽ test hoạt động. Chiều ngày hôm nay sẽ gửi cho người anh em có cái bụng tốt ở Hà Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.